Xin chào quý vị, bây giờ là thời gian của bản tin an ninh cận cảnh. Bản tin cập nhật những thông tin an ninh trật tự, an toàn xã hội lên sóng mỗi ngày vào lúc 11 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Và tôi là Tú Trinh, người đồng hành cùng quý vị trong bản tin trưa nay. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 5, theo thông tin từ Quỹ ban nhân dân quyền Cho Linh, tỉnh Quảng Trị, hiện các trường có học sinh tham gia đánh làm nhục học sinh lớp 8 trong nhà vệ sinh trường rồi quay video tung lên mạng xã hội đã triển khai hợp hội đồng kỷ luật, đồng thời đình chỉ việc học của 6 học sinh tham gia. Theo đó, các trường học có học sinh tham gia vụ việc đã tiến hành họp hội đồng kỷ luật của nhà trường để xem xét trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý, đình chỉ việc học của 6 học sinh lớp 8C thuộc trường trung học cơ sở thị trấn Cho Linh và khai học sinh lớp 10 thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên Cho Linh. Công an huyện Cho Linh hiện đang củng cố hồ sơ các học sinh có liên quan đến vụ việc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cho Linh cho biết, quan điểm của địa phương là sẽ xử lý nghiêm có tính răng đe để ngăn ngừa các vụ việc tương tự có thể xảy ra. Thưa quý vị, tại Bình Phước, vì mâu thuẫn trong làm ăn, Lê Vĩnh Triều, 28 tuổi, gọi đối tác ra ngoài quán bar nói chuyện, rồi rút súng bắn trọng thương. Ngày 5 tháng 5, Triều bị công an thành phố Đồng Xoài đã tạm giữ và hành vi giết người. Theo điều tra, Triều mâu thuẫn trong việc làm ăn với Vi Văn Sĩ, 24 tuổi, rạng sáng ngày 28 tháng 4, biết anh này đang chơi tại quán bar khắc về vườn tân phố thành phố Đồng Xoài. Triều đến trước quán nhắn tin ra nói chuyện. Các hai xảy ra xô xát, được bảo vệ quán can ngăn. Khi đi qua bên hồng quán, Triều bị sĩ đánh thất thế, liền rút súng ngắn, bắn khai phát vào đầu và chân đối tác. Nạn nhân gục xuống đường, được bạn bè đưa đi cấp cứu. Triều tẩu thoát khỏi hiện trường cùng khẩu súng gây án. Câu đây là Nguyễn Kim Ngọc, 26 tuổi, người phụ nữ nhiều lần bị xúc phạm khiêu khích nên đã đồng ý gặp mặt nói chuyện rồi tấn công tình địch bằng dao tỉa lông mày. Ngày 5 tháng 5, Ngọc bị công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích. Nửa năm trước, Ngọc có tình cảm với Nguyễn Trần Quang Quy, cùng tuổi, nhà ở thị xã Tân Châu. Lúc này, Duyên 23 tuổi, người yêu cũ của Quy ghen ngược, lập nhóm chat trên mạng xã hội, trong đó có Ngọc và Quy, nói xấu hai người. Theo điều tra, trong nhóm chat, Duyên và bạn bè nhiều lần xúc phạm, đòi đánh Ngọc nhưng cô im lặng. Khi nhóm Duyên ghi hình cô đánh Quy, gửi vào nhóm chat, tiếp tục nặng lời, Ngọc đồng ý gặp họ để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, Ngọc dùng dao cạo lông mày tấn công chuyện, gây thương tích. Công an có mặt sau đó đưa cả nhóm về trụ sở làm việc. Cũng tại An Giang, ngày 5 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân, 18 tuổi, trú tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Đối tượng Lâm Hoài Ân đã dùng dao đâm tử vong cha và chú rượu chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo công an huyện Thoại Sơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng phối hợp với công an thị trấn Ốc Eo bảo vệ hiện trường, tiến hành truy bắt đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng 7 giờ ngày 4 tháng 5, lực lượng công an huyện Thoại Sơn đã bắt giữ Ân khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tại cơ quan công an, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Công an thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp chín đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích liên quan vụ trượt đuổi dẫn đến cái chết của một thanh niên vào khuya ngày 1 tháng 5 tại xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi. Khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 5, do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thanh niên do Trần Bảo Duy Phong cầm đầu điều khiển ba xe mô tô mang theo nhiều khung khí trượt đuổi một nhóm ba thanh niên khác đi trên một xe máy chạy từ xã Nghĩa Hà đến xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi khi các nhóm chạy đến đoạn đường xã nghĩa dũng do bị mất lái, xe máy của nhóm bị rượt đuổi đã tông vào một nhà dân bên đường dẫn đến một người tử vong. Nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra khoanh vùng, truy tìm các đối tượng liên quan vụ việc đang được công an thành phố Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng. Phòng cảnh sát hình sự tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an huyện Yên Thánh và các đơn vị có liên quan bắt giữ nhóm đối tượng giết người sau bảy giờ gây án. Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 5, tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, xảy ra xô xát giữa một nhóm thanh niên với anh Lê Tuấn A, sinh năm 1996, khiến anh Lê Tuấn A tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, quy động lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra truy xét ngay trong đêm. Đến 5 giờ sáng ngày 4 tháng 5, sau 7 giờ xảy ra vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 5 đối tượng khi đang lẫn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Củ Chi đang điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn theo thông tin ban đầu cuối giờ chiều ngày 4 tháng 5, người dân thấy hai người đàn ông đứng cãi nhau trước cổng khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trên đường Phạm Văn Cội, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi. Sau đó, một người cầm khung khí đâm người kia tử vong tại chỗ. Sau đó, công an huyện Củ Chi đã có mặt khám nghiệm, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đưa nghi phạm về trụ sở công an lấy lời khai. nạn nhân tử vong là ông T.V.B, 51 tuổi, ngụ Củ Chi ông B và nghi phạm cùng làm bảo vệ cho một công ty nằm trong khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 4 tháng 5, ông B đi xe máy đến công ty để vào làm ca tối thì xảy ra sự việc trên, khi lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc. Tại Quảng Ninh, sau một giờ đồng hồ chữa cháy, lực lượng chức năng quyền dân đồn đã khống chế được vụ cháy vào xếp tập kết tại cảng Cái Rồng, không gây thiệt hại về người và tài sản. Sau đó, gần 22 giờ ngày 4 tháng 5, ngay sau khi có thông tin về vụ cháy, huyện Dân Đồn đã quy động hai xe chữa cháy, phối hợp cùng một xe chữa cháy của cảng hàng không quốc tế Dân Đồn và nhiều thiết bị khác, đồng thời quy động lực lượng công an thị trấn, dân quân tự vệ thị trấn thực hiện ngay các biện pháp khống chế đám cháy. Bước đầu, cơ quan chức năng quyền dân đồn xác định bãi tập kết phao xốp tạm thời tại cảng Cái Rồng có khoảng 2 triệu quả phao xốp được thu gom trên dịnh bãi Tử Long sau khi các hộ dân chuyển đổi sang phao dựa HDPE theo đề án bảo vệ môi trường biển của tỉnh Quảng Ninh. Khi nguyên nhân vụ cháy đã được giao cho công an quyền điều tra xác minh làm rõ. Thưa quý vị, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng 60 ngày để chuẩn bị xét xử. Quyết định trên được thực hiện do ngày 5 tháng 5 là ngày tạm giam cuối cùng đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Theo quyết định gia hạn tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, theo cáo trạng, bị can Nguyễn Phương Hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của nhiều cá nhân trái quy định pháp luật, Bà Phương Hằng và 4 đồng phạm là Đặng Anh Quân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Quỳnh Công Tân bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Bộ Tài chính cho biết trong thời gian qua, sau khi nhận được các thông tin và đơn thư phản ánh khiếu nại của người dân, bộ đã thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến bán sản phẩm bảo hiểm qua tổ chức tín dụng. Tính đến ngày 25 tháng 4, tổng số kiến nghị phản ánh nhận được qua điện thoại là 192 kiến nghị, phản ánh và 299 kiến nghị phản ánh qua email. Bộ đã phân loại xử lý 350 đơn đề nghị tố cáo liên quan đến Ben Casurice ngoài ra đối với các thông tin phản ánh qua đường dây nóng về việc bị ép mua bảo hiểm khi giải ngân khoản dây bộ tài chính đã chuyển thông tin cho cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước để phối hợp quản lý giám sát các đường thư có nội dung phản ánh các thành vi có dấu hiệu hình sự cũng được bộ tài chính chuyển sang cơ quan an ninh điều tra bộ công an để điều tra xử lý theo quy định pháp luật thưa quý vị sau khi phát hiện đường dây mua bán qua đường quy mô lớn doanh số xuất khống lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh lập tức quy động nhiều cán bộ đồng loạt khám xét chính địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cho Đồng Nai, bắt nhiều người, thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc lượng lớn quá đường chứng từ ghi khống nội dung cho nhiều tăng vật khác. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định một nhóm người tại thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu có nhiều đàn em giúp sức trong việc in phát hành, mua bán qua đường trên toàn quốc. Các đối tượng đã sử dụng căn cước công dân của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty ma từ năm 2018 đến nay. Sau đó, đường dây này chia nhau tìm khách hàng trên mạng, cho bán qua đường giá trị gia tăng khống. Khi khách đồng ý, họ trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung mức giá thỏa thuận là 1,5-2% trên trị giá quá đường chưa thuế. Cũng theo điều tra, chỉ tính riêng 31 công ty mà trong tổng số 59 doanh nghiệp của nhóm này đã xuất khống hơn 20.000 quá đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh thành trị giá 4.000 tỷ đồng. Để mở rộng điều tra vụ án, danh tính những người cầm đầu trong đường dây này chưa được công bố. Còn bây giờ là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng an ninh cận cảnh. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An.